chào mừng quý vị các bạn cùng đến với chuyện đêm muộn hôm nay chúng ta có một chủ đề mà chúng tôi phải chọn rất là kỹ khách mời đầu tiên phải giới thiệu khách mời trước à, xin chào mừng Kim Thanh đến với chuyện đêm muộn dạ chào chị Minh và chào khán giả đang xem chương trình chuyện đêm muộn Kim Thanh thì là vợ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung một dạ nhạc sĩ rất là nổi tiếng với nhiều các bạn trẻ dạ. à, nhưng mà phải hỏi trước là bạn lúc mà trước khi bạn quen là bạn biết anh Trung rồi đúng không dạ Em có nghe tên nhưng mà em không có biết mặt gì. À. Và lúc mà nghe tên thì à, em cũng không có biết nữa nhưng mà lúc đó em cũng hỏi bạn á thì là bạn nói cho em biết đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung nè. Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Hoàng Di là lúc đó là có lẽ là nhạc sĩ nổi tiếng của ừ. của nhạc trẻ lúc đó. Thì khi mà em xin được số điện thoại thì em liên lạc với anh Trung trước. À. Mà lúc đầu em không có biết mặt thì em cũng không có dám gọi là anh đâu. À, em chỉ gọi là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung phải không? Tại vì là khi nghe cái tên á, em cứ tưởng tượng là chắc cũng phải 40, bốn mấy gì đó. Ừ. Thì em chưa có dám gọi là anh. Đến khi mà điện thoại hẹn gặp, á, không được thì hẹn, đến khi gặp được á, thì em mới lên trên mạng á, em search nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Thì em mới biết là cũng còn trẻ. Ừ. Nhưng mà thì mình tò mò là tại sao bạn lại xin số điện thoại và chủ động gọi cho một người mà mình còn thậm chí không biết mặt, không biết tuổi. À, tại vì lúc đó là có thời gian rảnh rỗi thì em định đi học hát, nhảy múa gì đó ừ. Giống như là không phải là để mà làm ca sĩ Mà giống như là để ừ. cho nó, nó vui vẻ, khoe khỏa thôi Em cứ nghĩ là thì nhạc sĩ nào nổi tiếng thì là sẽ biết cách dạy hay hơn ừ. Thì giờ có bài hát hay hơn, dạy mình sẽ dễ hơn Như vậy mà em tìm thôi Thì cái tên của anh Nguyễn An Trung là đầu tiên của danh sách mà bạn em cho ừ. thì em, em mới điện em hỏi trước thì hỏi hẹn ra gặp ừ. và thực ra thì mình có nghe đồn là uh, gặp lần một là người ta chưa chịu gặp này. dạ lúc đó thì bạn có bất ngờ không? hay là em cũng nghe đồn lại là nghệ sĩ Lai cũng chảnh hết thì thì em nghĩ là chắc là cũng chảnh lắm thì lúc đầu em điện thoại em gặp thì là nói là, em tên gì nhà ở đâu làm gì ừ. cái em cũng nói lại là bây giờ em nói anh cũng không biết bây giờ gặp nhau thì nói chuyện sẽ dễ hơn chứ nói là anh bận lắm lúc khác nha Thế tắt máy em cũng không thèm gọi nữa xong rồi qua hôm sau thì là em lại gọi lại cho nguyễn văn trung cái em cũng hỏi là ờ, có chuyện gì nữa cái nói thì chỉ muốn gặp thôi muốn gặp để hỏi thôi mua bài hát thôi thì em cũng nói ngang lại tại vì ngang với em quá mà cái tự nhiên tầm chiều ông mới nhắn cho em ông nói là ông có thời gian một tiếng họ gặp ở quán cà phê 42 mươi trần quang diệu gì đó thì em cũng ra ngoài đó thì ông ngồi ngay cái cửa sổ mà có một mình ổng à À, đúng rồi đúng rồi mặt cũng hơi giống giống cái xong lại anh trung hả em nói, à, đúng rồi ngồi đi kêu nước xong rồi ông hỏi rồi nói đi cái em hỏi nói gì <laughs> cái nói thì em gặp anh làm gì thì nói đi cái nói dạ em gặp anh đó là em muốn định cho nói là anh bán bài hát cho em đi anh dạy cho em hát với cái ông hỏi mua bài hát thằng chi hát hát chơi thì thôi là tìm người khác đi anh chỉ bán bài hát cho những người mà người ta có đam mê này kêu em, em cũng có đam mê mới tìm cái xong á là Em hát thử một đoạn anh nghe coi Cái em cứ nghĩ là muốn lấy lòng ổng thì em hát một đoạn cái bài gì mà Mộng Thủy Tinh của chị Khánh Ngọc hồi xưa á Em hát xong rồi, rồi thôi khỏi anh khuyên em nha Anh khuyên em đừng nên làm ca sĩ Là giống như ổng tạt gạo nước lạnh vô mặt mình á Không có tỏ vẻ là bực mình mà mặt em tưởng nghe tội nghiệp quá vậy Em mới sụ mặt xuống làm Sao vậy anh? Mình hát ghê lắm mà Ghê nên Em không làm ca sĩ được đâu Cái em nói là lý do cái nói là em hát dở thì em mới cần anh dạy cho em hát Tại vì đâu có ai mà hiếm người mà sinh ra là hát hay lắm Mà hát hay thì người ta cũng nhiều năm thì người ta mới hát chứ đâu có thể nào mà người ta hát một cái là được đâu Cái xong cái Ông nói à, ở Vô trong nghề nghệ thuật gì đó phức tạp lắm Em hỏi phức tạp cái gì Cái xong nó nói là Phải đủ thứ hết nhưng mà nói chung là không hợp cho em đâu Nhất quyết ông không có nhận lời là ông dạy nhạc cho em gì hết Xong cái là em phải đành chia tay để đi về cái xong mới qua hôm sau là em đợi không thấy tin tức gì qua không nhắn hết cái xong rồi cái em đành phải là em mới gọi cho ổng ổng cũng bắt máy em mới năn nỉ là thôi giờ em hát dở quá thôi bây giờ anh dặn nhận dạy cho em hát đi em đóng tiền anh dạy cho em hát đi thì ổng suy nghĩ qua hôm sau ổng trả lời là ổng nói là à, ngày mai em đến nhà ổng học thử à, gần chợ bến thành đó vậy thì em cũng hớn hở mà đi học mà chưa bao giờ mà đi học mà vui vậy đi học mà còn mặc đồ đẹp còn sơn son đi học nữa <laughs> rồi phải nói là cái chuyện tình được kể một leo nhưng mà vô cùng dễ thương uhm, nhưng mà thực ra có một cái câu mà anh Trung nói ngay từ đầu gặp bạn là em đừng có tham gia nghệ thuật cái giới này nó phức tạp lắm đúng không thì thực ra cái chủ đề ngày hôm nay là là vợ của người nổi tiếng thực ra bạn là gọi là một cú cưa ngoạn mục thành công từ lúc ngày đầu tiên gọi là không biết gì về nhau cho đến lúc mà bây giờ đã là vợ ở nguyễn văn trung rồi à, nhưng bạn có thấy có đúng như lời anh trung nói lúc đầu không là có cái sự phức tạp trong đó không bởi vì từ nãy giờ thì mình chỉ thấy cái sự hồn nhiên cái sự rất là có duyên cái sự mọi thứ nó dễ quá phức tạp lắm gì phức tạp <laughs> bây giờ là chúng quá. ta tua nhanh đến đoạn phức tạp nào à, phức tạp nha tại vì lúc mà em quen với anh trung á thực ra là lúc lúc đầu quen thì em không để ý tới ông nói gì cũng nghe hết á hoặc là ai mà gọi điện đến thì kia rồi á mà mình nghe giọng con gái mà ngọt ngào dịu dàng lắm nha mình hỏi ông chỉ cần nói ừ mấy người mấy ca sĩ á mua bài mình cũng nghe nữa mà vui lắm nhưng mà xong một thời gian sau á thì thấy nhiều cô á là lâu lâu mình nhìn lén lắm phải không mình thấy điện thoại nhắn tin á là anh khỏe không hay này nọ ngọt ngào lắm tự nhiên lúc đó sợ em sợ là ờ, tụi em sẽ không đi được đến đâu cái sợ thứ hai là sợ anh này anh lăng nhăng sợ thứ ba là sợ chắc là giới nghệ sĩ thì nhiều người đẹp lắm thì chắc là mình cũng không đẹp bằng người ta đâu nói chung là cũng tự ti nữa cái lúc đó thì uh, bắt đầu mệt bắt đầu là tự mình suy nghĩ mình thấy mệt xong rồi nói chung mà anh chung quá thì là anh đang ngủ anh đang ngủ anh chấn an rồi anh khuyên bảo hay là anh giải thích cho nghe nhưng mà mình lại càng thấy mệt hơn tại vì là không nói với mình được chắc chắn không nói với người khác được ngay từ đầu á ba mẹ em nói là nghệ sĩ là đào hoa lắm là à, giống như là lăng nhăng rồi không ai chung thủy với lại ba mẹ là cũng là người bình thường thôi thì nghệ thuật là nó như vậy nhiều khi hôm nay quay clip với người này ôm ôm vậy thì nhiều khi người lớn thấy họ cũng nghĩ là ôm tình cảm diễn diễn mà đạt quá thì đó, đó cũng nguy hiểm thì làm cho mình cũng sợ cho nên giống như là tự mình dọa mình vậy đó thế mình sợ rồi đôi lúc mà à, ca sĩ nữ nào mà nửa đêm á giống như mà hai đứa đang đi coi phim hay đi ăn nhau á mà nhắn tin rủ đi ăn á mà vô tình mình thấy được á lúc đó mình lại nghĩ ra một cái ý định là mình không muốn về nhà tại vì sợ ông thả mình về nhà lát ông hẹn với cô đó sao cho nên là lúc đó hết lo này tới lo kia rất là mệt bạn có nghĩ là bởi vì mình chủ động được cho nên lúc cái nỗi sợ á người khác cũng nếu cũng làm như thế được như bạn thì cũng sẽ có được anh trung không ạ khi mà lúc đó thì mới thích ổng bình thường thôi Nhưng mà khi mà càng lún sâu vô càng thích ổng nhiều quá Thậm chí là có thể là yêu ổng luôn rồi á Thì lúc đó mới sợ Còn mà bình thường thì lúc mà mình cua ổng á mình tự tin lắm Ổng đi đâu mặc kệ ổng luôn Tại vì mình chủ động hết thời gian cho nên là không có quan tâm ừ. Nhưng mà khi mà mình yêu rồi thì mình mới sợ ừ. Nhưng mà cái sự phức tạp mà bạn vừa kể Nó chỉ giống như là tin đồn phức tạp này Hay là thấy qua tin nhắn này Bạn có thấy một cái sự phức tạp nào thực sự Là bởi vì là anh nghĩ Có nhiều người đẹp thực sự vây quanh không Hay là chỉ là cái cảm giác về phức Đó tạp Có Em cũng biết rất là nhiều người đẹp Theo đuổi ảnh có ca sĩ trẻ nè Giống như là Khi em thương thì em sợ là Vì có thể có những cái em không tốt Với người ta Có những cái có thể người ta ngọt ngào hơn dịu dàng và người ta biết cách hơn. Thế là em còn dở những cái đó cho nên là em cũng... nhưng mà em cũng không nói được và em cũng không thể cằn nhằn ảnh được. Tại vì em biết là nếu em càng cằn nhằn ảnh càng mệt hơn và càng giống như là dễ xa lánh mình hơn. Nhưng mà cũng có những cái là em cũng cảm thấy là mình làm thế nào đó để giống như là ảnh phải sợ mất mình chứ tại sao mình lại sợ mất ổng. Cho nên là cứ lúc nào á là cũng thời gian rảnh rỗi là kiếm cái gì đó để làm cho mình đẹp hơn để đấu lại với người ta <laughs> cho nên là nhiều cái nó, em thấy đó có khi đó khi mà quen nhau sống với nhau không cho thấy nhiều cái là nó hơi buồn cười nhưng mà mình vẫn làm <laughs> nhưng thực ra cái sự phức tạp chính uh, trong cái cuộc sống của người nghệ sĩ nó lại không phải là cái việc mà chắc là bạn cũng là người hiểu nó không phải là cái việc là mình giao tiếp với ai cái ánh hào quang trên sân khấu như thế nào những cái người mình gặp gỡ mà nó lại là cái việc là đôi khi anh ta rất thất thường về tâm trạng chẳng hạn bởi vì cái việc sáng tác này hay là những cái đau đầu thay vì một cái việc ở công ty một người khi phải giải quyết một cái tôi chỉ ví dụ luật sư thì sẽ là một cái vụ án này với một người làm về tài chính thì sẽ là những cái con số về tiền nong này còn một cái người nghệ sĩ thì họ sẽ đối mặt với cảm xúc của họ này Với cái áp lực ra những tác phẩm mới này Thì mình nghĩ cái phức tạp nó nằm ở cái phần đó Sau này thì bạn bạn giải quyết những cái phức tạp đó ở phía người kia như thế nào? Thật sự là khi mà anh bị phức tạp giống như chị nói Hầu như là em không thể giải quyết được Mà giống như em chỉ châm dầu vô lửa thôi à <laughs> Tại vì có những lúc có thể là mấy tháng không sáng tác được cái tự nhiên cái ảnh đóng cửa trong phòng không ăn không muốn như thế đến chiều cái mình lên mình gọi hay là mình rủ đi đâu đó cho khuây khỏa thì là anh lại cấu với em cái xong cái anh mới rủ anh đồng nghiệp bạn thân á à, đi uống cà phê cái em mới bực quá tại sao mà nói để cho vui hoặc là có gì chia sẻ thì mình cũng cố gắng mình biết là cũng đang buồn đang giống như không viết được thì cũng hơi hơi bực bội mình cũng mang ngủ rồi mà không thèm nói chuyện với mình mà bỏ đi uống cà phê với bạn vì mình không bằng bạn rồi cái xong cái đi em bắt đầu em nhắn tin chăm dầu anh đi đi nếu mà anh thấy mà đi ra ngoài uống cà phê với bạn thấy vui á thì anh cứ đi đi chứ anh ở nhà anh thấy mặt em anh đâu có vui nổi ổng <laughs> bực hơn cái ổng nhắn tin lại á. dẹp cái thái độ nói chuyện đó đi ổng nhắn lại em điện thoại vậy đó cái xong rồi nói chứ còn gì nữa anh bực cái gì em làm anh bực hả thì anh phải nói chứ sao mà anh lại không nói chuyện với em mà anh bỏ anh đi uh, ra ngoài vậy anh bực anh không chở em đi chơi hay là em là người làm anh bực rồi anh mới đi ra quán cà phê với bạn đó cái xong rồi Ông nói là muốn nghe cái bực bội của ổng lắm hả Ông cấu gắt lên xong ổng nhắn tin là anh thấy anh vô dụng anh không sáng tác được bây giờ anh đang lo là không làm việc được này nọ rồi em hài lòng chưa em hài lòng chưa ông nhắn tin kiểu đó xong cái em mới à, à, nhắn lại là ừ anh vô dụng lắm anh vô dụng lắm tại vì hả anh sáng tác không được cái tự nhiên cái anh bực bội à, à hồi xưa anh nói với em á là đâu phải khi nào cũng sáng tác được đâu phải có tâm trạng phải có cảm xúc và phải có thời gian để anh mới sáng tác được mà bây giờ anh nghĩ theo hướng đó thì anh quá vô dụng đi em nhắn theo cái ý mẹ muốn nói như vậy xong cái để ông suy nghĩ đến chiều không đi uống cà phê đâu chắc không muốn cà phê vô là ông thoải mái lại rồi đó cái xong ông nhắn lại anh xin lỗi nha <laughs> thực ra thì thì mình nghe cái sóng gió này nghe nó gây cấn một lúc nhưng mà nó lại cũng rất là dễ chịu ở cái đoạn sau có cái lúc nào mà đến mức là bạn phải căng thẳng phải stress đến mức độ là nghĩ chuyện từ bỏ không trong cái quá trình yêu đương Thật ra yêu đương đó là nếu mà nói yêu đương đó là em có nhiều lần em muốn từ bỏ là không biết bao nhiêu lần luôn chỉ là sau này cưới rồi mới không có nghĩ đến chuyện đó thôi tại vì lúc đó là vì em yêu ổng quá cho nên là em cứ thấy mà giống như là ổng gặp ca sĩ trẻ gì đó mà người ta chỉ cần anh chung mà cười nói vui vẻ này. anh chung mai mình đi ăn này nọ là em lại cảm thấy chắc trước sau gì mình cũng mất ổng mà nhưng mà thà rằng mình bỏ ổng trước còn hơn đi ổng bỏ mình thì giống như là em cứ nghĩ là <laughs> mình bỏ ổng trước thì ổng sẽ nhớ mình còn nếu mình bị bỏ chắc chắn mình không bị nhớ miếng nào hết chắc chắn là quên luôn thì em nghĩ theo hướng đó, đó mà lâu lâu cái anh à em thấy mình không hợp nhau mình chia tay đi <laughs> Mà cứ cứ lâu lâu có một sự việc nhỏ ra cái em thấy mình không hợp nhau em không sống tức là trong trong giới của anh em không em không sống được ở trong thế giới của anh mình chia tay anh để cho em yên đi <laughs> xong rồi nhiều lần quá rồi cái ổng um, khuyên không được thì em cũng cảm thấy là giống như là em càng sợ mất ổng thì em càng muốn chia tay với ổng em cũng không hiểu là em muốn cái gì nữa xong rồi uh, cái em mới um, lúc đó thì là em chỉ là giáo viên trợ giảng thôi à, xong rồi là thì thật sự là cái công ở đó, đó thì có một cái công ty mà bên hàn quốc có nhà máy bên đó thì giống như kêu em sang để mà dạy cho các công nhân ở bên đó thôi tiếng hàn thì em qua bển em cũng làm hợp đồng đó là hình như em làm hợp đồng đến 2 năm nhưng em đi có 6 tháng thì khi 6 tháng em ở bên đó thì là lúc đầu thì em cũng buồn, cũng nhớ, cũng email, điện thoại này kia rồi cũng nhớ nhớ Nhưng mà xong từ từ em thấy quen rồi Là từ từ cái em nghĩ là Thí dụ mà không có em ở đó thì anh Chung anh cũng có biết bao nhiêu con gái đẹp ở bên đó đó Thì thôi có lẽ hết duyên rồi Thôi quên luôn Đến khi ông email hoài không được, ông viết lên Facebook Ông viết lên Facebook ổng á Lúc đó mình mới thấy cảm động <laughs> nhận câu gì? Ông viết lên Facebook, ông năn nỉ mình về À, tức là viết nguyên một câu là gửi em. Dạ không phải nguyên câu ông à. viết nguyên bài văn luôn. <laughs> Giống như ông làm thơ, ông viết chuyện gì đó thì ông viết từ đầu gặp nhau rồi tên gọi của em ở nhà là cái gì rồi ông thích cái tên gì ông thích em nói chuyện sao ông thích em cười gì đó là ông kể ra hết cái bắt đầu đó là um, ông làm cho em cảm động ông viết lên facebook cũng cho mọi người biết mà thì em mới thấy là không biết đó là um, có thiệt hay không để về kiểm tra mới biết thôi thì cứ uh, gặp ông đại luôn thì gặp ông đại thì lúc đó cũng thấy ông thấy thương thấy ông ốm hẳn luôn à, như bạn cũng hơi lạc quan đúng không bạn cũng dạ tiếp. vợ chồng em thì cũng không có áp lực nhiều đâu với lại là do anh trung chỉ là người viết nhạc chứ anh không phải là ca sĩ đi biểu diễn hoặc là diễn viên đi đóng phim bây giờ thì cưới nhau rồi cho nên mà mỗi lần mà ca sĩ mua bài thì anh cũng dễ thương lắm anh hẹn ca sĩ đến nhà nhưng mà thà hẹn đến nhà Ừ. thì em mình cũng luôn, dạ em luôn. cũng mời nước hay này kia em vui vẻ nhưng mà hẹn đi đâu á là lúc đó mới nghi ngờ. Nhưng mà nếu nhìn xung quanh thực ra không phải ai cũng có cái thái độ tỉnh táo lạc quan như bạn. Có lẽ là nhiều cô gái thực ra cái chuyện này cũng là chuyện thật là bạn của thúy Minh còn không không phải là trong nghề luôn mà bạn thì chơi với những người trong nghề thôi mà vợ của bạn ấy đã nói rằng là em cảm giác em hơi không thuộc về thế giới của anh. Thì đấy là cái nỗi lo có thật của rất nhiều các bà vợ Thậm chí là, thậm chí là những cô người yêu thôi Khi mà nghĩ đến chuyện yêu một ai đó Nghe là giới nghệ sĩ thì hơi oan ủi cho họ Nhưng mà một cái, một cái nhóm người với những công việc mà nó không giống với mình Và mình không biết Thì làm thế nào để có những cái vượt qua được cái nỗi lo sợ đó Thật ra lúc đầu em cũng sợ lắm Mà sợ đến nỗi mà khi cưới em còn muốn trốn mỏng một cái là em chỉ cầu mà em có con thôi là em trốn mỏng luôn tự nhiên em không biết tại sao thì cứ nghĩ là có con á là um, ít ra mai mốt mà ổng làm mình buồn á mình có con rồi là mình không làm quan tâm luôn nhưng mà không phải khi có con xong mình cần ổng hơn nhưng mà thật sự là khi mà có con rồi nó, nó cũng làm cho em an tâm đi rất là nhiều tại vì á khi có con á thì em cứ nghĩ là anh chung là một người tình cảm ảnh nhạc sĩ nữa anh cũng hiểu anh cũng hiểu tâm sự của nhiều người rồi thậm chí là anh viết bài hát thì cũng có cảm xúc trong đó thì em nghĩ là khi có con là ảnh anh cũng sẽ biết suy nghĩ hơn anh chín chắn hơn rồi anh lo cho gia đình hơn nhưng mà cái điều đó là thật sự là đúng còn em em cũng thấy là trong trường hợp nào cũng vậy hết giới nào cũng vậy hết thì cũng có người tốt người xấu hoặc là có người này người nọ thì cũng không thể nào mà gom hết một mọi người đều là xấu hết hoặc là mọi người đều là lăng nhăng hết với nghệ sĩ thì họ cũng là con người họ cũng có trái tim cũng suy nghĩ cho nên đó là cũng tùy là người ta suy nghĩ đến đâu hoặc là người ta thương vợ hay thương gia đình như thế nào thực ra bạn yêu người yêu rồi bây giờ là chồng anh Trung thì bạn hiểu rõ đúng không và thậm chí là kể cả hiểu rồi mình vẫn còn mất rất là nhiều thời gian để mình làm quen nhưng mà về phía gia đình của bạn thì sao? Ờ, như bạn cũng chia sẻ là mọi người rất là dễ nhìn vào cái hình ảnh là nghệ sĩ thì thế này thì thế kia a b c bạn có mất thời gian để thuyết phục họ không? thực ra là thuyết phục là em cũng không hề thuyết phục luôn bố mẹ thì là giống như là cũng lo cho con gái thì sợ là uh, phải lấy phải người chồng lăng nhăng thôi ừ. thì sẽ khổ ừ. mà giống như con gái thì thà là một đời chồng còn hơn là dở dang rồi long đong lận đận nhưng mà còn về bố mẹ thì là Thực ra trước giờ em cũng không có nói bố mẹ gì hết Nhưng mà em chỉ nói với bố mẹ là uh, Ba nên nghĩ là con thương người này mà sau này là con sống với họ Mai mốt không phải em nói luôn mà em nói là Chứ ba mẹ đâu có sống đời với con được đâu Thì giống như con chọn thì sau này con sẽ chịu Thì khi mà em nói đó thì ba mẹ em cũng nói là thì Giờ con nói vậy thì ba mẹ không nói nữa Mẹ không có ý kiến nữa Với lại lúc mà em dẫn anh Trung về nhà ba mẹ mới thấy là anh Trung thì cũng hiền, cũng lễ phép rồi cũng đẹp, cho nên là thôi cứ kệ đi, kệ đi miễn là nó thấy vui đi. Còn sau này gì kệ nó nó chịu. Giống như là sau này có như thế nào nữa thì bố mẹ cũng sẽ nghĩ là à, không phải là do lỗi của ba mẹ hay hay là áp đặt này nọ mà là do mình chọn. Còn đến lúc bạn cưới anh Trung thì sao? Thường thì mọi người hay nghĩ đến cái cuộc sống của người nghệ sĩ là cái hình ảnh hào nhoáng này đến lúc mà bạn cưới về thì bạn có bị gọi là uh, cụt hứng không? ừ thật ra cái lúc đầu khi mới cưới về thì là em thấy nó có những cái chuyện nó là hơi mình không thích giống như là đi ăn đi đi ăn mà thí dụ mà có con gái hay này khi đồ bên bàn người khác nhìn nhà sĩ nguyễn văn trung nhà sĩ Nguyễn trinh là mình thấy khó chịu giống như là mình đi chung giống như mình đi theo đuôi á nó nó không vui rồi cái xong rồi đang đi coi phim này kia rồi thì có nhiều bạn sinh viên hay này kia rồi chạy 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 anh chung với em chụp tấm hình cái mình bị đẩy ra xa cái mình cũng thấy quê quê ừ, rồi là à, hoặc là lâu lâu anh rủ em đi event sự kiện gì đó thì báo chí chụp hình em cũng chẳng biết đứng bên cạnh để làm gì hết á thì mình cảm giác giống như là mình ké theo vậy đó cho nên là cũng thấy rất là khó chịu cũng không thích đi theo ảnh mấy chỗ đó nữa nhưng bạn có nghĩ theo hướng ngược lại không? Tại vì thực ra là trong làng giải trí thì cũng có rất nhiều cặp vợ chồng như vậy, tức là chỉ có chồng nổi tiếng thôi hoặc là vợ nổi tiếng thôi, bởi vì làm trong ngành nghệ thuật, người còn lại họ hoàn toàn có thể sánh đôi, họ có thể chơi game show trong một chương trình này, họ có thể vẫn ăn mặc đẹp và sánh vai cùng chồng của họ. Bạn có đi theo chiều hướng đó không? ạ? Có nhiều lúc game show mời hai vợ chồng thi, thì anh cũng lo lắng cho em, cũng biết ý em như thế nào em mới hỏi là thi cái đó là có cái gì rồi nội dung thi là sao thì nếu mà em cảm thấy thi được á, à. thì em mới thi còn còn không thì em cũng không dám ừ. tại vì em sợ là lên đó em cũng không biết nói cái gì nhiều khi á là khi máy quay quay lại nói cái gì sai á, rồi cái lỡ rồi người ta giết báo chí này kia rồi lại không hay thì sợ mẹ ba mẹ chồng buồn hay này nọ rồi ảnh hưởng tới nóng nữa cho nên em cũng ngại mấy cái chuyện đó lắm bạn cũng 2 năm đúng không? Của hôn nhân 2 năm Bạn sẽ bạn cảm thấy là mình sẽ luôn luôn là uh, Chọn cái cách là Đứng cạnh chồng như bây giờ hay là bạn nghĩ là sẽ đến lúc mình cũng sẽ Đứng độc lập như một Nhân vật Thì có thể đứng độc lập như một khía cạnh khác thôi Thật sự là cho dù Bất cứ làm cái gì hay đi đâu thì em cũng muốn là đi với ông hết á uh, Nhưng mà rõ ràng anh ấy đã yêu bạn từ cái thời điểm mà bạn chủ động mọi thứ, bạn gần như không quan tâm đến anh nghĩ gì, ừ. bạn thích anh đi xem phim là bạn gọi anh đi xem phim. cái thời gian đó nó hơi khác với bạn bây giờ yeah. là bạn dường như bạn không có cái sự yên tâm đấy nữa, bây giờ bạn hơi phải lo lắng quá nhiều dành cho người chồng của mình. thôi ra em cũng muốn sống lại cái cuộc sống trước đây giống như là em muốn anh đi chơi hay đi đâu hai vợ chồng cùng đi rồi tạo bất ngờ cho nhau. Nhưng mà bây giờ thì khổ nổi là bất ngờ không nổi nữa vì có phải một thằng nhóc ra đời. Cho nên khi mà hai vợ chồng muốn đi đâu đó vài ngày á Thì không yên tâm khi mà để con ở nhà một mình Hoặc là nhờ người chăm hoặc là giao cho bà nội Vì không phải không yên tâm bà nội chăm mà bà nội đã lớn tuổi rồi Thì bà nội chăm nó bà nội sẽ mệt lắm, vất vả lắm Cho nên bây giờ không phải nghĩ cho riêng nhau nữa Thì hai vợ chồng cũng nói với nhau á là Sau này để con nó cứng cáp lớn lớn xíu Khoảng 3 tuổi đi Thì hai vợ chồng mình sẽ bắt đầu hẹn hò lại như là quen lại từ đầu á à, một cuộc nói chuyện rất là duyên dáng với kim thanh cảm ơn bạn đã đến đây cảm ơn bạn đã hết sức thật lòng với chương trình với những khán giả đang theo dõi chương trình à, và chúc là à, cuộc sống vợ chồng tất nhiên khó khăn à, nhất là chồng của mình nổi tiếng đẹp trai hiền lành lễ phép khéo mồm đúng không gần như là tương đối là hoàn hảo thì mình sẽ có nhiều cái nỗi lo nhưng mà hy vọng là kim thanh có mọi cái sự mạnh mẽ cái sự duyên dáng giống như bạn vừa nói chuyện với thì minh để vượt qua cảm ơn kim thanh rất nhiều đã đến với chương trình và xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi